Rồi, mến chào các bạn, đây là nông cơ Hưng Thịnh nha. Nông cơ Hưng Thịnh, số điện thoại là 0961 796 801 gặp Sang, 0907 546 156 gặp Hải ha. Thì Sang kêu bữa nay là bán con này giá sổ. Giá sổ thì mình sẽ nói cái giá ở cuối video các bạn nha. Ở cuối video giờ chúng ta hãy xem cái con xe trước đi, rồi mình sẽ nói cái giá vào cuối video. Tại vì bán cái giá sổ thì cái giá nó sẽ rất là rẻ, rất rẻ cho anh em xem ở đoạn mà cuối video nha, gần cuối video nha. Thì con này á, về thì bên này là chưa dọn ha, chỉ có xịt nước sơ qua thôi, chưa rửa luôn, ý là xịt nước sơ qua thôi, không biết có xịt không nữa. Đó, các bạn thấy không, đất đai rồi nó vẫn còn y chang y xin. Ở bên đó thì nó, cái này nó xài cái dàn xúc lật nè. Đây các bạn thấy không, nó cắt ra nè. Đó, xe chưa dọn mà. Đây là có tay lái trợ lực ha, tay lái trợ lực. Rồi con này chạy 4030 giờ. Ồ, nó xúc ra là nó đứng xúc vòng vòng, nó chạy dữ chứ. 4030 giờ. Thì dòng mà SD mà 4000 A DO này là các bạn chắc có lẽ nè, các bạn dân mà xài chuyên nghiệp các bạn biết rồi. Cái độ bền của nó thì bao ha. Xe từ bên Nhật về. Rồi. Đây. Các cái mâm niền xe chưa rửa luôn à. Mới về chưa rửa luôn, bán sổ. Nha, mâm niền nước sơn còn rin hết ha. Tại vì các bạn biết xong ở đây bán toàn mấy cây bự không à. Mấy con này nhỏ nhỏ là người ta chẳng qua là thí dụ như nó lô. Nó có trong lô một lô mấy cây lớn, thí dụ như 5 con đi. Bây giờ nó dính con nhỏ là 6 con kèm vô là người ta lấy luôn. Đó, thành thật ra là họ sẽ bán lại, bán sổ luôn cho nó nhanh. Chủ yếu người ta kinh doanh về mấy cây lớn chứ không kinh doanh về mấy cây nhỏ. Con này thì vỏ lốp rồi, mình thấy con ok nè. Mâm niền, vỏ lốp, nước sơn đồ cũng còn đẹp, tuy là chưa rửa. Mấy này mà chà đánh bát đồ lên đẹp lắm á. Đây, yên là nước sơn rin luôn các bạn thấy không? Yên dày cui. Ô, chưa rửa luôn đây, còn chưa rửa luôn. Vàng ốc vẫn còn nè. Vàng ốc để bắt đuôi sới, đuôi đồ vẫn còn nè. Đó, đời này thì ben cơ hết rồi. Bồ biết đồn chưa bắt luôn. Đây. Tay lái chưa bắt ốc vô luôn. 4030 giờ. Rồi, yên rin luôn các bạn ha. Thôi mình báo giá luôn nha. Giờ nói chung cũng thuộc về cuối video rồi. Đèn vẫn còn sáng trưng ha. Cầu khiết thôi. Cái này thì bao mà, bao xài. Ôi giờ chưa rửa luôn bạn. Nguyên bản nguyên zin luôn. Ồ, cái niệm đây nó hàng tí. Rồi, bốn máy ha. Ồ, đi ồ, bốn máy. Rồi, con này giá là 120 triệu các bạn. À, 125 triệu hả? Hay 20? À, 125 triệu các bạn. 125 triệu. 120, 125 gì? 125 triệu. Như vậy á. Thôi, các bạn hỏi lại đi. 120 hay 125 gì đó? 125 sao á? Các bạn hỏi lại đi, tại mình nói chung hồi nãy nói lúc mà trước khi mình quay chiếc kia thành ra cũng quên. Đó. Rồi, các bạn có nhu cầu gì thì cứ alo với lại ông chủ ha các bạn ha. Nha. Ủa, đây đâu có làm đó đâu mà. Cái này tiệm máy cày mà, bên đó là của máy cưa mà. À. Kêu con ép làm thôi à. Nhưng mà ở đây nó đâu dính dáng gì tới đâu. Đây máy cày mà. Đây nè các bạn thấy không? Toàn máy lớn không thấy không? Đó. Lâu lâu cái kèm vô con máy nhỏ cái người ta bán sổ thôi. Đó, hình như 125 triệu các bạn. Các bạn nhìn nó giữa vậy chứ các bạn nhìn nó ngoài chứ còn các bạn khi các bạn vô đây nè. Các bạn nhìn thấy nó lớn chưa? Thấy không?
nó đứng riêng, mình còn đứng với mấy con này nhìn nó nhỏ xó. Đây nè, con này 95 ngựa nè, con này là 110 ngựa nè, đó khủng khiếp chưa. Đó các bạn thấy không đó. Rồi các bạn nào có nhu cầu thì cứ alo theo số điện thoại mình vừa đọc đầu video ha. Rồi mến chào các bạn, nó đứng ở giữa đây rồi, nhìn nó có tí tẹo tẹo tẹo.